Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với số phát sóng thứ hai của chương trình Ngưỡng Nhập Thần Vàng. Chúng ta đã được gặp lại nhau trong chương trình Ngưỡng Nhập Thần Vàng và các bạn sẽ được để ý tới 20 chiếc cọc và trong đó có giá trị đến tới là 1 triệu ngọc thần. Và sau đây chúng ta sẽ xin mời 20 chủ sở hữu, đó chính là 20 chiếc cọc của chương trình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón người chơi của ngày hôm nay, đó chính là bạn Nguyễn Tuấn Anh đến từ Nam Định. Vâng, và xin chào mọi người, mình đây hôm nay mình lại đến với một cái chương trình tên là Những Ngọc Thần Vàng, một phiên bản khác của chương trình Dion Audio. Và hy vọng hôm nay là mình lại bốc được một cái giải thưởng là to này, rồi là may mắn sẽ tràn về và hy vọng là được mọi người ủng hộ. Chắc chắn rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số của chương trình Ngưỡng Ngọc Thần Vàng được gọi là rất là hại não của chương trình này. Và xin mời bạn hãy đến với vòng thi. Và xin mời bạn đến hãy nhóm nhìn, trong đây chúng ta có 11 chiếc cặp của chương trình. Không, 20 chiếc cặp chứa đựng từ số tiền là 1 triệu ngọc thần xuống chỉ có 10 ngọc thần thôi. Và nhiệm vụ đồng thi khá là đơn giản. Cho mình được chọn đúng không? Nhiệm vụ đầu tiên khá là đơn giản, đó chính là hãy lựa chọn cho mình một chiếc cọc. Tuấn Anh nhớ chọn số 7. Ok. Ok, bây giờ thì xin mời chiếc cọc số 7 xuống. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái thử thách chính thức thôi. Và nghĩ rằng là bạn sẽ bắt đầu mở cái gì đầu tiên? Đúng rồi. Chúng ta có các số 7 đúng không? Vậy thì giờ mình cho mình chọn số 1. Và chúng ta sẽ bắt đầu mở lượt 5 cặp đầu tiên và bạn đã chọn số 1. Bạn sẽ được chọn chiếc cọc số 1. Hy vọng xem là bao nhiêu tiền. Đó chính là 50 nhập thần. Chúc mừng ông. Tiếp theo mở thêm bộ cặp nữa. 20. Chắc chắn rồi, 20. Chúng tôi phải lại cái cặp này. Khi mà nó kết cặp thì xin được. Đó chính là cũng khá tốt. Sao? Đó là 10. Đó là 10.000 ngọc thần. 3 cặp nữa. Số 17. Chắc rồi. Đó là 7.500. Hai cặp tiếp theo bạn thấy lại là dùng tôi 13. Chắc chắn luôn. Hai cặp ý tổn thắng. Ý lộn nha. Số 4. Đúng nè, đúng. Số 4. Và đây sẽ là cái cặp số cuối cùng của bạn. Hy vọng là thế. Chiếc cặp này rồi. Oh my god. Cũng hơi bị khó. 200. Ok, ngân hàng chào giá và chào ý câu vấn đề gì tiếp theo. Cảm ơn. Thank you.
ok, và đây là ngân hàng chào giá, và rất là hơi bị nhiều cặp luôn đấy. Con số là ok, con số mà bạn sẽ phải biết từ đây. 1, 5, 0, 4, 5, 10. Ngập thần. Không lấy, không chấp nhận. Ok, trở lại con số 0 và không chấp nhận. Tiếp tục mở 4 cặp. 13, 0, 10, 11, 11, 11. Oh, really, Nick? Người có sẽ là bao nhiêu đây? Số tiền cao nhất 1 triệu với Ngọc Thần đã bị ăn hành từ sáng đến khuya. Bùng. Bạn có 750. Số 15. Đừng. Bạn nghe số 15. Oh well. 500 Ngọc Thần. Tiếp. Khi vào được mở 750k nha, là chết đấy. Trăm đồng thần. Đó là 50 đồng thần. Wow. 50.000. Số mấy? 18. 18. Well, 125.000. Nhân hàng chào giá. Thôi lần này bị... Bố ơi, chứ giờ biết sao. Ok. Và nhân hàng chào vua chiếc cặp này hơi bị ít một chút xíu. Nhưng mà đắt giá. Giá nó không phải là con số khác. Một trăm lẻ 2.520 Ngọc Thần chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Chúc mừng ông. Ba cặp tiếp theo bạn phải loại ngay. 235. 235. Chúng ta mở lần nữa. Chính là cặp số 2 có chỉ ra 100. Cặp số 3 100. 3. Cặp số 5 là cái cặp số 5 này là 750. Và để tiếp tục nhận hàng cho giá là chân lẻ. Những hàng trong chiếc cặp này không biết là bao nhiêu nên khinh cầu trông không trả lời. Cảm ơn. Lấy hay không lấy? Tôi muốn 19.500. Không thèm. Không thèm thì chấp nhận rồi. Chúc mừng ông là không có chấp nhận. Ok, quá. Ok, hai cặp tiếp theo bạn muốn phải lại mọi người. 8 và 14. Số 8 và 14 phải mở. Chọn đi số 8 chưa? 500. Đặt 5.000 Ngọc Thần. 34. 1.000 Ngọc Thần. Và xin chúc mừng bạn với hai. Biết thèm lấy không thì vẫn đành nhận hàng trợ giá. Oh my god, xin đừng lực, xin đừng gọi. Và đây, nhân hàng đã mua cho bạn một con số rất là đặc biệt. 210.500. Chấp nhận.
Oh my god, đã chấp nhận luôn. Hai. Oh my god, chúc mừng nào. Và chúng ta sẽ phải lôi cái chiếc cặp số 7 ra và chưa biết là nó thế nào rồi, nó rất là bất ngờ. Chúng ta sẽ xuất hiện lại cặp số 7. Xin chào lại cặp số 7. Bây giờ chúng ta sẽ mở lần lượt các cặp còn lại. Chúng ta sẽ chính là 10, 12, 19 và 6. Và xem cái cặp số 7 là sẽ là bao nhiêu nha. Oh my god. Bạn cặp số 7 là chúc mừng ông. Anh đã chấp nhận gói là 100.500. Vì cặp số 7 chính là 2.500 nhập thần. Và cặp số như thế nào thì bạn đã quyết định quá đúng đắn với chiếc cặp quyết định và đơn đặt khi vô chiếc cặp số 7 và đổi lấy cái giải thưởng của chương trình. Tất nhiên là phải vui và mừng rồi chứ, tại may mà bốc phải cái ô ít ít tiền ấy, không thì có mà bốc nhiều, bốc phải ô cao quá thì có mà ngân hàng trả giá thấp như lần trước có mỗi hai mấy đồng, nhưng mà may quá có 210.000 ngọc thần là cũng vui. Chúng tôi xin chúc mừng ông và với giải thưởng là 2, và sẽ đem về với chúng tôi với giải thưởng đó chính là 210.500 ngọc thần. Chúc mừng bạn. Đã kết thúc chương trình những ngọc cờ bài số phát sóng thứ 2.